Chào đón quý vị và các bạn đến với bản tin mới nhất trên kênh tin tức. Trong 24 giờ qua đã diễn ra những sự kiện nóng hổi như thế nào? Tình hình trong nước và quốc tế ra sao? Ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng điểm qua những tin chính có trong ngày hôm nay. Dự tin Ngọc Trinh nhận mức án 7 năm tù, ông trùm chống lưng bao phép hết đường cứu, Bộ Công an quyết truy lùng hang ổ đi đêm, hội chị em trốn biệt tích, cả nước rõ bộ mặt thật. Thưa quý vị, thông tin nữ hoàng nội y bị bắt khẩn trong đêm gây sốc dư luận. Đến hiện tại, Ngọc Trinh cùng với thầy dạy lái xe đã bị đưa về đồn, đồng thời khám xét toàn bộ nhà ở và cấm đi khỏi nơi cư trú. Mới đây, dự tin luật sư đã manh nha thông tin về trường hợp Ngọc Trinh có thể phạt tù đến 7 năm, khiến dư luận hoang mang. Trong khi đó, hội chị em Racing Girl của người mẫu Ngọc Trinh lại đột nhiên lặn bắt tăm, khiến nghi vấn về việc có tổ chức và chống lưng càng được lộ rõ hơn bao giờ hết. Cùng lúc, Bộ Công an quyết điều tra toàn bộ các hoạt động của người đẹp và khối tài sản khổng lồ. Cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức liên quan đến vụ người mẫu Ngọc Trinh, tức Trần Thị Ngọc Trinh 34 tuổi gây xôn xao dư luận. Cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Trinh về tội gây rối trật tự công cộng, quy định tại điều 318 Bộ luật hình sự. Nếu theo như luật thì tội trạng của Ngọc Trinh rất có thể bị ít nhất từ 3 tháng đến 2 năm tù, tuy nhiên đây mới chỉ là suy đoán từ phía luật sư, chứ bản án thật sự vẫn còn phải đợi cơ quan điều tra và công bố. Được biết, cơ quan điều tra xác định người mẫu Ngọc Trinh không có giấy phép lái xe mô tô hạng A2, nhưng vào ngày 6 tháng 10 đã cùng với người dạy lái xe Trần Xuân Đông tổ chức thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô nhãn hiệu BMW kép, dung tích xi lanh 999 phân khối lưu thông, biểu diễn trên đoạn đường D15, khu công nghệ cao thuộc phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức. Lúc này, Ngọc Trinh đã thể hiện các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế nhạy cảm, không mặc đồ bảo hộ, cho quay video biên tập lại rồi đăng tải lên mạng xã hội với số lượng người theo dõi lớn. Do đó, hành vi này đã gây tác động tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên không gian mạng. Tài khoản fanpage Facebook Ngọc Trinh hiện có 2,7 triệu lượt thích, 5,9 triệu người theo dõi, đăng tải một video thể hiện Ngọc Trinh lái mô tô phân khối lớn và bị tai nạn dẫn đến chấn thương ở chân. Sau đó, các video này đã lan truyền trên không gian mạng với hơn 240 bài post trên Facebook, hơn 650 bài viết trên website, hơn 3.000 video liên quan trên YouTube. Dư luận trên báo chí chính thống và không gian mạng phần lớn phản đối lên án gay gắt hành vi của Ngọc Trinh. Trước đó, dư luận đặt nghi vấn về việc Ngọc Trinh đăng tải các clip chạy mô tô thách thức pháp luật là nhằm quảng cáo cho hình ảnh cá nhân hoặc cho các hãng mô tô mà người mẫu này đã sử dụng. Ngày 10 tháng 10, một nguồn tin cho hay, qua bước đầu làm việc với cơ quan chức năng, bà Trần Thị Ngọc Trinh, người mẫu ảnh Ngọc Trinh và những người liên quan nói rằng họ không quảng cáo cho các thương hiệu mô tô. Hiện công an đang mở rộng điều tra để xử lý hai bị can nói trên và các đối tượng còn lại có liên quan để xử lý triệt đề, nghiêm minh trước pháp luật. Trong quá khứ, Ngọc Trinh đã từng gây tranh cãi khi nhiều lần có hành vi vi phạm pháp luật. Theo đó, nữ hoàng nội y không có bằng lái mà vẫn chạy xe ngoài đường. Hoặc vào năm 2021, cô cũng đăng clip chạy xe máy chở ba người, không đội mũ bảo hiểm. Trước sự việc lần này, nhiều người đặt ra nghi vấn không biết cô đã có bằng lái chưa mà có thể chạy xe phân khối lớn. Ngọc Trinh có quyền làm bất cứ thứ gì cô thích nhưng phải trong khuôn khổ pháp luật và cô cần phải tự chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Nhiều khán giả cũng bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng xử lý Ngọc Trinh thật nặng để làm gương. Video đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Bùng đổ, BOT đặt sai vị trí, ăn một đống giờ lại đòi tiền dân sửa sai. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng trả lời chất vấn về 10.000 tỷ. Chủ đầu tư vẫn nhởn nhờ phải chăng đã mua hết từ trên xuống dưới. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về đề xuất Chính phủ chi hơn 10.000 tỷ đồng để xử lý 8 dự án BOT đặt sai vị trí. Trong báo cáo được truyền thông nhà nước đăng tải hôm 29 tháng 9 năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải khẳng định đã lấy ý kiến đầy đủ các bộ, ngành và các địa phương để làm rõ những bất cập hại các dự án BOT và tìm giải pháp cho 8 dự án BOT đặt sai vị trí. Trên cơ sở đó, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất dùng ngân sách nhà nước 10.342 tỷ đồng để xử lý bất cập các dự án BOT này. Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường từ năm 2002 đến năm 2007, khi trả lời liên quan vấn đề này, hoàn toàn không hợp lý bởi vì tất cả những dự án BOT đều dựa trên nhà nước với tư nhân. Thế thì hãy xem hợp đồng đó ai là người ký sai thì người đó phải chịu trách nhiệm. Người ký đại diện nhà nước mà làm sai thì phải bồi thường, phải chi ra để giải quyết cái sai, chứ còn không thể làm vô trách nhiệm rồi lại lấy ngân sách nhà nước để bù đắp vào số vô trách nhiệm đó. Còn phía tư nhân sai thì tư nhân phải chịu, chứ nhà nước không có chuyện trợ giúp ở đây, bởi vì ngân sách nhà nước là ngân sách của toàn dân, không thể chi ẩu được.
Trong 8 dự án Bộ Giao thông Vận tải nêu, có 5 dự án được đề xuất mua lại gồm BOT Thái Nguyên Chợ Mới và cải tạo nâng cấp quốc lộ 3 dự kiến 2.850 tỷ đồng, BOT nâng cấp cải tạo quốc lộ 91 thành phố Cần Thơ với 1.754 tỷ đồng, BOT vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa với 892 tỷ đồng, BOT nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh qua Đắk Lắk với 745 tỷ đồng và BOT cầu đường sắt Bình Lợi và cải tạo luồng sông Sài Gòn với 571 tỷ đồng. Theo Bộ Giao thông Vận tải, sau khi chính phủ dùng ngân sách mua lại các dự án này sẽ xóa trạm thu phí. Đối với 3 dự án còn lại, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất xem xét tiếp tục hợp đồng và kéo dài thời gian hoàn vốn. Chính phủ hỗ trợ không vượt quá 49% tổng vốn đầu tư công trình. Đó là dự án BOT hầm đường bộ Đèo Cả, dự kiến bổ sung 2.280 tỷ đồng, kéo dài thời gian thu phí khoảng 28 năm. BOT cầu Thái Hà - Thái Bình - Hà Nam được đề xuất bố trí 710 tỷ đồng vốn ngân sách, thời gian hoàn vốn kéo dài 35 năm. Nhà đầu tư cam kết giảm 50% tỷ suất lợi nhuận. Dự án BOT cầu Việt Trì - Ba Vì dự kiến bổ sung 533 tỷ đồng, kéo dài thời gian hoàn vốn 22 năm. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương từ năm 1993 đến năm 2002 đã trao đổi liên quan vấn đề này nói. Phải có một cơ chế khác để đền bù thiệt hại này, không nên lấy ngân sách để đền bù sai lầm của các quan chức. Ngân sách hiện đang thiếu hụt nghiêm trọng mà để đình chỉ một quyết định sai lầm thì lại lấy tiền ngân sách ra bù. Tôi nghĩ cần tìm cơ chế để người nào ra quyết định sai đó phải tìm cách để bù tiền. Tôi không đồng ý và không có điều luật nào cho phép chi ngân sách một cách tùy tiện như vậy, vì ngân sách Việt Nam có những điều luật quy định khá rõ ràng về việc này. Thời gian qua, nhiều trạm BOT bị cho là cố tình đặt sai vị trí để tối đa hóa lợi nhuận. Đơn cử như trạm BOT thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai bị người dân cho rằng đặt sai vị trí và mức phí quá cao. Một người sinh sống tại Đồng Nai khi trả lời cho biết bất cập của trạm BOT thuộc huyện Trảng Bom, Đồng Nai. Thực tế trạm thu phí quá cao, trạm thu phí đặt không đúng vị trí, tại vì đúng ra trạm thu phí đó đặt ở đường tránh Võ Nguyên Giáp, nhưng mà họ đặt cao quá, cách xa lên đó cả 6-7 km gì đó. Em cũng ít đi đường đó, cái trạm đó mắc quá, ăn gì đâu mà em đi qua đi lại tự nhiên mất 70 ngàn, mắc quá, nhiều khi nhà người ta ở đó chạy qua chạy lại cũng vẫn thu phí. Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam vào năm 2020 cũng đã từng gửi Quốc hội kỳ họp thứ 9 đề xuất liên quan các trạm thu phí BOT giao thông đường bộ đặt sai vị trí khiến giới tài xế và người dân phản đối, có ý đề nghị Thủ tướng bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước để đền cho các nhà đầu tư khi phải xóa trạm BOT nào đó. Chuyên gia kinh tế Phạm Chí Lan, nguyên Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia trả lời khi đó cho rằng, việc đặt trạm sai thì Bộ Giao thông phải thúc đẩy các doanh nghiệp BOT phải khắc phục, tự bỏ tiền ra sửa lỗi. Sai phạm chủ yếu đặt ở chỗ, không làm đường mà vẫn đặt để lấy tiền người ta hoàn toàn không sử dụng dịch vụ BOT mà vẫn lấy tiền người ta, rồi cố tình đặt ở chỗ làm sao cho thu được nhiều tiền nhất. Những cái đó rất vô lý nên phải tự mình khắc phục cái sai của mình, chứ sao lại bắt nhà nước bồi thường cho mình về cái sai của mình được. Lẽ ra, ngay khi người ta phát hiện sai phạm và người ta kêu như vậy thì Bộ Giao thông phải buộc các doanh nghiệp BOT ai làm sai, đặt trạm sai phải đặt lại đúng chỗ và tự chịu phí đó. Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chí Lan, dù không biết rõ những nội dung trong hợp đồng mà Bộ Giao thông Vận tải đã ký kết với các doanh nghiệp BOT, nhưng bà cho rằng khi Bộ Giao thông Vận tải thay mặt nhà nước thỏa thuận thì cần phải xét đến tất cả các điều kiện mà nhà đầu tư BOT phải thực hiện. Theo thỏa thuận thì hai bên phải làm tròn trách nhiệm của mình, kể cả các nhà đầu tư BOT cũng phải làm đúng trách nhiệm, nếu sai phải chịu phạt, không phải sai để cho nhà nước sửa giúp họ hoặc bỏ tiền cho họ sửa. Đó là nguyên tắc rất sơ đẳng của các hợp đồng. Nếu giữa các doanh nghiệp làm ăn với nhau thì hợp đồng đều theo nguyên tắc ai sai, ai vi phạm hợp đồng, người đó phải chịu khắc phục, thậm chí còn chịu phạt.